theo dòng lịch sử Việt Nam. Vụ án lệ chi viên, một góc nhìn khác. Trong sử sách có ghi, khoảng 580 năm trước, vào năm Nhâm Tuất 1442, tại Lệ Chi Viên ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ngày nay, đã xảy ra vụ án bi thảm Chu Di Tam Tộc Đại Công Thần Nguyễn Trãi và người vợ Nguyễn Thị Lộ với tội danh giết vua Lê Thái Tông. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi chép lại, Nguyễn Trãi là người có công trong cuộc chiến chống lại quân Minh. Ông là người cùng hoạch định các kế sách cho nghĩa quân Lam Sơn và đã cùng quân Lam Sơn giành được thắng lợi hoàn toàn vào năm 1427. Đầu năm 1428, dù chưa chính thức lên ngôi vua, Lê Lợi đã tổ chức đại hội để ban thường. Lúc đó, Nguyễn Trãi được ban tước quan phục hầu, chức danh đầy đủ của ông là tuyên phụng đại phu nhập nội hành khiển, môn hạ hữu gián nghị đại phu, đồng trung thư lệnh sự, tứ kim tử ngư đại, thượng hộ quốc, quan phục hầu, tứ tính lê trãi. Trong đó đáng chú ý có tứ kim ngư đại là được ban cái túi thêu con cá vàng, một đặc ân đối với đại thần từ quan tam phẩm trở lên. Thượng quốc hộ là một huân hàm dùng để tặng cho người có công lao lớn. Quan phục hầu là phẩm tước gia ban mà cao nhất là huyện Thượng Hầu, cùng thời gian này được ban cho Lê Vấn, Á Thượng Hầu, ban cho Lê Ngân, hai vị khai quốc công thần của nhà Lê. Tứ tính Lê Trãi là Nguyễn Trãi, được đặc ân ban quốc tính, tức là được đổi theo họ của nhà vua. Với những chức tước nêu trên, ở thời điểm ngay sau chiến thắng, Nguyễn Trãi cũng có vị thế nhất định trong triều đình nhà Lê. Tuy nhiên, sau đó không lâu, nhất là sau sự kiện tự chấm mình của Trần Nguyên Hãn và cái chết của Phạm Văn Sào, hai vị đại thần và là người thân thiết với Nguyễn Trãi, ông dần dần bị hạn chế quyền hành. Nguyễn Trãi chủ yếu chỉ được giao cho san định lễ nhạc, sử sách, ông từng hiệu đính nhã nhạc, định quy chế mũ áo vân vân. Trong vương triều thì Nguyễn Trãi lại không hợp lòng nhiều người. Chẳng vậy mà trong lạc khoản, bài văn bia soạn cho lăng mộ Lê Thái Tổ năm Thuận Thiên thứ sáu tức 1433 Nguyễn Trãi chỉ tự đề là Vinh Lộc Đại Phu nhập nội hành khiển chi Tam Quán sự thần Nguyễn Trãi vâng soạn Tam Quán bao gồm Châu Văn Quán Tập Hiền Viện và Sử Quán coi việc sưu tập điển tịch đồ thư và soạn sử rõ ràng Nguyễn Trãi chỉ đảm nhận những chức vụ hết sức khiêm tốn ngay cả đặc ân ban quốc tính cũng không thấy nêu ở đây. Nhưng rồi sau đó Nguyễn Trãi được Lê Thái Tông khôi phục quyền chức và được trọng dụng mà trong biểu tạ ơn năm 1439 ghi là Vinh Lộc Đại Phu, nhập nội hành khiển, môn hạ sành tả ti hữu gián nghị Đại Phu, kiềm Hàn Lâm Viện thừa chỉ học sĩ, trì tam quán sự, đề cử Côn Sơn Tư Phúc Tự, Á Đại Chí Tự, tứ quốc tính Lê Trãi. Như vậy hầu như các chức tước cũ của Nguyễn Trãi đã được khôi phục. Theo sách Đại Việt Sự Ký Toàn Thư, ngày 27 tháng 7 âm lịch năm nhâm tuất 1442, vua Lê Thái Tông đi tuần ở miền Đông, duyệt quân ở thành Chí Linh, Hải Dương. Nguyễn Trãi đón vua ngự ở chùa Côn Sơn, nơi ở của Nguyễn Trãi. Ngày mùng 4 tháng 8 âm lịch, vua về đến Lệ Chi Viên, thuộc huyện Gia Định, này thuộc thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đi cùng với vua có Nguyễn Thị Lộ, một người thiếp của Nguyễn Trãi khi ấy đã vào tuổi 40, được vua Lê Thái Tông yêu quý vì sự xinh đẹp, có tài văn chương, luôn được hầu bên cạnh vua. Khi về đến lệ tri viên, vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi mất. Các quan bí mật đưa về, ngày 6 tháng 8 âm lịch mới đến Kinh Sư, nửa đêm vào đến cung mới phát tang, triều đình đã quy cho Nguyễn Thị Lộ tội giết vua. Ngay sau khi Thái tử Bang Cơ, tức là Lê Nhân Tông, lúc đó mới 2 tuổi lên nối ngôi, triều đình bắt Nguyễn Trãi, Chu Di Tam Tộc vào ngày 16 tháng 8 âm lịch. Theo khâm định Việt sử thông giám cương mục, ngay khi Nguyễn Trãi bị Chu Di Tam Tộc, nhiều người đã cho là ông bị oan. Lê Nhân Tông khi xem sách dư địa chí của Nguyễn Trãi từng có ý kiến rằng Nguyễn Trãi là người trung thành, giúp Đức Thái Tổ dẹp loạn tập, giúp Đức Thái Tông sửa sang thái bình, không may bị người đàn bà gây biến để người lương thiện mắc tội, rất là đáng thương. Và cũng phải đến 22 năm sau, vua Lê Thánh Tông mới có thể chính thức minh oan cho Nguyễn Trãi. Tuy vậy cũng chỉ là gỡ bỏ đi cái nỗi oan giết vua, chứ không đi vào chi tiết sự thật của vụ án. Một số nhà sử học cho rằng cái chết của cả dòng tộc Nguyễn Trãi là do bàn tay của bà phi Nguyễn Thị Anh vì thâu tóm quyền lực đã xuống tay hạ sát. Bùi Văn Nguyên có viết trong con người Nguyễn Trãi năm 1984. Bọn gian thần phía bà phi Nguyễn Thị Anh âm mưu giết hại Lê Thái Tông, Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ để giành ngôi vua cho bang cơ Tức Lê Nhân Tông khỏi rơi vào tay của Tư Thành, sau này là Lê Thánh Tông người được nguyễn trãi và thị lộ ủng hộ đó chính là nguyên nhân sâu xa của vụ án lệ chi viên nhưng bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng nguyễn thị lộ thực sự có gian tình với vua xui cho bà là người ở cạnh lúc vua mất kéo theo sau đó là nguyễn trãi bị liên lụy lại có truyền thuyết để lại nguyễn thị lộ chính là con rắn thành tinh ngầm mang thù bao oán cả dòng tộc nguyễn trãi khi trước đó thân sinh của ông từng phát quang vườn cắt lớp cho học trò đã giết chết bầy rắn. Mặc dù câu chuyện được truyền tụng, nhưng nhiều người vẫn tin rằng đây chỉ là câu chuyện được thêu dệt nhằm đổ oan lên Nguyễn Thị Lộ. Cho đến nay trong dân gian vẫn tương truyền một giai thoại về vụ án lịch sử này như sau. Một hôm, ông Nguyễn Phi Khanh, cha của Nguyễn Trãi cho học trò phát cỏ trong vườn để cắt lớp học. Đến đêm, ông nằm mộng thấy một người đàn bà dẫn bầy con nhỏ đến xin ông thư thả ít hôm vì bận con mọn nên chưa kịp rời nhà ông nhận lời đến khi học trò của ông phát cỏ đập chết một bầy rắn con lúc ấy ông mới hiểu ra ý nghĩa của giấc mộng nhưng muộn rồi đêm đó khi ông ngồi đọc sách thì có con rắn bò trên sàn nhà nhỏ xuống một giọt máu thấm ngay chữ tộc qua ba lớp giấy ứng với việc gia tộc của ông bị hại đến ba họ ngày sau con rắn mẹ hóa kiếp là nàng thị lộ để làm hại ba họ nhà ông đến đường Nguyễn trong lịch triều hiến trương loại trí lại có thêm chi tiết con rắn thành tinh ngầm mang thù oán mới đầu thai thành Thị Lộ nàng sinh ra dưới sườn có vẩy mặc dù câu chuyện được truyền tụng nhưng nhiều người tin rằng nó chỉ nhằm đổ tội cho Nguyễn Thị Lộ giải thích nguyên nhân tiền định về cái chết của vua Thái Tông và Nguyễn Trãi một góc nhìn khác với cái chết của vua Trần Thái Tông bỏ qua các giả thuyết. Các lý giải nguyên nhân đã được nêu ở trên. Với vụ án lệ chi viên cũng nên được đặt dưới một góc nhìn khác khoa học hơn. Căn cứ vào những ghi chép trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, ta thấy Trước đây, Nguyễn Thị Lộ ra vào cung cấm. Thái Tông trông thấy rất ưa, liền cật nhà với Thị. Nguyễn Thị Lộ là vợ của thừa chỉ Nguyễn Trãi, người rất đẹp, văn chương rất hay gọi vào cung phong làm lễ nghi học sĩ, ngày đêm hầu bên cạnh. Đến khi đi tuần miền đông, xa giá về tới vườn vải, xã Đại Lại, ven sông Thiên Đức, vua thức xuất đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi băng. Nguyễn Thị Lộ khi đó đang ở độ tuổi 40 hừng hực tuổi hồi xuân. Lê Thái Tông đang độ tuổi 20 đang khao khát sự mới lạ. Gặp nhau quấn quyết là việc đương nhiên. Vua dù đang sức trẻ nhưng quen cung cấm, không quen xương gió cơ, đang đi tuần, lại ngủ bên sông, dẫn đến cơ thể sẽ mệt mỏi. Khi thức suốt đêm, vua đã bị tổn thương bởi sự gia tăng áp lực khi quan hệ với Nguyễn Thị Lộ. Vì rằng khi đã được vua ưa, Nguyễn Thị Lộ đâu dám không hầu hạ hết mình, giúp vua liên tục đạt cực khoái. Khi liên tục đạt cực khoái, cơ thể giải phóng một lượng lớn hormone, bao gồm cả adrenaline. Học môn này làm tăng nhịp tim, huyết áp và co thắt mạch máu. Sự gia tăng đột ngột này có thể dẫn đến đột quỵ. Trường hợp này dân gian gọi là phạm phòng hay thượng mã phong. Nếu nội dung hữu ích, mong bạn hãy đăng ký kênh, like và share video ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn.